Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm là dùng cái mạch của cái lo này và dùng cái cục tăng phô này ở trong cái âm ly nha các bạn. Âm ly hư rồi mình tháo ra. Mình tháo ra mình cắt hết dây ra mình để mình làm một cái thí nghiệm. Và cái này nó sẽ phát cái điện 220 để mình làm cháy bóng đèn ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cái lo này cái còn hoạt động hay không ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái mạch ra, mình câu dây rồi các bạn, hãy xem mình câu dây như thế nào để mà phát điện 220 ha. Thì cái máy này thì xài điện là 12V. Đây. Cục adapter 12V. Đây là cái chui nó đây. Rồi gắm vô cái lỗ 12V đây. Gắm vô nè. Đèn cháy á các bạn. Có tiếng è luôn nè. Rồi mình sẽ rút nó ra. Thì mình để cái máy lên cái cố định đi rồi mình sẽ cho các bạn xem mình làm như thế nào ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ test nhạc thử cho các bạn xem cái loa này nó hoạt động ha. Để mình để máy cao lên cho các bạn dễ nhìn. Rồi. Giờ mình sẽ ghim điện vô nè. Ghim điện vô. Mình sẽ cho qua điện thoại. Tín hiệu đâu có nè. Ghim vô điện thoại nè. Rồi, bây giờ mình đã kết nối điện thoại xong ha. Tại máy hết pin mình phải sạc thêm cái pin vô. À, máy vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Máy này thì mình đang sử dụng mình để ở chỗ làm cho nên bụi bặm nó đóng hơi bị dơ. Bây giờ mình bấm cho nó hát nhạc lại cho các bạn xem ha. Không đợi các bạn chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ tháo cái mạch nó ra ha. Tháo cái mạch nó ra. Điện vô bình thường nha các bạn. Đèn đỏ cháy nè. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nó mạch nó ra. Giờ mình làm cái mạch để phát điện 220 sắp sáng bóng đèn cho bạn xem bằng cái mạch âm thanh của lo ha. Thì dùng cái mạch để phát điện cái 220 thì có nhiều cách và có nhiều cái mạch khác nhau. Thì trên mạng nó bán rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn có thể mua mạch kích điện lên 12V lên 220 thì có bán rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ thử, hôm nay mình sẽ thử nghiệm. Sẽ thử nghiệm xem là với cái mạch này. Với cái mạch này thì mình sẽ tháo lo nó ra nè. Đây. Đây là cái mạch của nó. Này xài 220 được mà 12V adapter xài cũng được ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ câu dây để cho các bạn xem. Thì bây giờ muốn câu dây thì mình phải coi lại cục này. Xem lại cục này ha. Thì cục này thì của là của âm ly.
Đây là nguồn vào 220 nè. Đây là nguồn ra. Nó có nguồn ra tới 24V, 30 mấy V, rồi 12V, rồi 9V, 5V gì tùm lum hết á. Giờ mình sẽ dùng cái dây nhỏ này ha. Mình sẽ dùng cái dây nhỏ này để mà kích điện vô. Kích điện vô cái này. Và cái này là sẽ cho ra điện 220 luôn. Đầu vô 220, bây giờ mình sẽ dùng cái này vô. Rồi cho ra cái này 220. Rồi các bạn theo dõi cái mình làm như thế nào ha. Các bạn ở nhà mà có cái tăng phô hư của âm ly hay là cái gì đó, mình cũng có thể làm được. À, cái mạch này của mình nó 220 nó bị hư nên mình câu dây tùm lum ở ba sùm luôn, chỉ còn xài được 12V thôi. Cái này không qua diode, không qua điện trở, không gì luôn nha các bạn. Mình đưa dây vô luôn. Mình sẽ chọn ra hai dây. Mình sẽ chọn ra hai dây, mình chấm nó vào. Rồi. Sau khi mình đã chấm dây xong, giờ mình sẽ đưa cho các bạn gần đây các bạn xem ha. Đây mình đã chấm hai dây xong ha. Rồi mình sẽ cắm điện. Mình sẽ cắm điện thử ha. Điện giờ là mình lấy nguồn adapter 12V là mình sẽ cắm điện nè. Rồi cháy điện ha các bạn. Này cái lo chép nè. À, thấy không? Cái lo chép này cho ra âm thanh để mình biết là có điện vô hay không á. Rồi thì bây giờ mình sẽ câu vào bóng đèn cho các bạn xem. Đây mình là bóng đèn, mình để luôn cho các bạn xem luôn. Là cái này nó mình đợi thử là bóng đèn chưa cháy, chưa có điện gì hết ha. Giờ mình sẽ gắm vào phát nhạc. Gắm điện vô ha. Các bạn nghe nhạc rồi đúng không? Nghe nhạc đúng không? Mình giờ mình sẽ thử nè. Nó sẽ nháy. Nó sẽ nháy theo cái tiếng nhạc luôn nha các bạn. Các bạn xem nè. Thấy không? Điện này. Mình sẽ tắt nhạc nè. Nè, để mình đưa gần cho các bạn xem ha. Mở nhạc nè. Thì hai tay mình cầm hết rồi nè. Nó sẽ nháy theo tiếng nhạc luôn nha các bạn. Nè các bạn xem lại nè. Các bạn nghe rõ không? Nghe tiếng nhạc rõ không? Nó sẽ nháy, nhấp nháy theo tiếng nhạc luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ tua cái này lại từ đầu cho các bạn xem. Tại vì cái nhạc từ đầu nó dỗ trống nhiều hơn. Rồi mình sẽ bắt lại nè.
Đó, nó nháy lên, nó nháy theo tiếng nhạc luôn đó. Bây giờ mình sẽ bắt một cái bài nhạc để mà nó đều lại. Để máy đây đi cho các bạn xem nè. Đó, tiếng nhạc của nó là theo nó, cái đàn nó nhảy theo tiếng nhạc luôn. Thì bây giờ mình sẽ kiếm một bài hát nào mà nó suôn sẻ luôn, nó không có mà không có chớp chớp như vậy nữa ha, để cho các bạn xem là ánh sáng của nó sáng như thế nào ha. Rồi mình sẽ tắt đi. Các bạn đợi mình tí ha. Trong khi chờ đợi với bạn, mình đợi mình xíu đi. Để mình tìm cái bài nhạc nào mới được. Để mình quay lại cho các bạn xem nó gần hơn chút. Nè. Toàn bộ dây điện nè nha các bạn xem lại cái dây điện nè. Chui điện, đây là chui đèn nha. Chui đèn, cái đây là vô tăng phô nè. Nè, tăng phô nè. Xong hai cọng dây nhỏ trắng nè. Hai cọng dây nhỏ trắng nó sẽ vào trong cái mạch âm thanh nè. Các bạn thấy không? Nó sẽ vào trong cái mạch âm thanh. Đây. Bạn thấy không? Sẽ vào trong cái mạch âm thanh. Nó sẽ nhảy theo tiếng nhạc luôn nha các bạn. Tại vì cái bài nhạc này nó sập sình đó, thì khi tiếng nhạc lớn thì nó sẽ phát điện lên lớn. Cho nên tiếng nhạc lớn thì đèn nó sáng, tiếng nhạc mà nhỏ thì đèn nó sẽ lu, cho nên sập sình đèn nó chớp sáng là như vậy. Ở trong khi xem, mà bạn nào có thắc mắc cái gì cứ comment bên dưới để mình trả lời cho các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tìm một bài nhạc để mà cho các bạn xem là nó cháy như là mình bắt bóng đèn điện 220 luôn ha. Các bạn đợi mình tí nha. Để mình kiếm bài hát cái. Rồi bây giờ thì mình đã có được bài hát. Thì mình sẽ bắt lên cho các bạn xem ha. Đây là cái mạch của nó các bạn xem. Đây là mạch âm thanh của cái loa nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt nhạc lên cho các bạn xem. Đây. Đây là một bài nhạc, cái bài nhạc có tên là, khoan để mình tắt cái 50 hạt nha các bạn. Nè, dùng để test nè. Thì mình sẽ bắt lại cho các bạn xem nè. Một tay mình cắt mắt cầm quay máy, một tay mình bấm điện thoại cho các bạn xem nè. Thấy không? Giờ mình sẽ bấm nhỏ lại nè. Nhỏ lại nè. Nhỏ xuống thì đèn nó không cháy nha các bạn. Nè, lên từ từ nè. Lên miếng thì nó cháy lù nè, thấy không? Lên nữa nè, sáng nè. Lên nữa nè, lên nữa nè. Thì lên nhiều thì nó cháy sáng nhiều nha. Nên mình sẽ bắt nhỏ xuống để cho nó không cháy cái màn hình cho các bạn xem nè. Đây là dây bóng đèn nè. Dây bóng đèn nó sẽ truyền vào cái chui của tăng phô nè, các bạn thấy không? Phô này tăng phô của âm ly nha. Rồi xong mình mới lấy nè, hai mấy cọng dây này là còn nguyên không có gì hết nè nha. Rồi bây giờ cái này nhìn nha, còn cái dây trắng này thấy không? Con dây trắng của cái tăng phô nè nha, của cái
cái thân phôm ly rồi nó truyền qua bên cái này, truyền qua bên cái này các bạn thấy không, là nó nằm vô trong đây nha. Này bỏ ngoài đi, mình chỉ câu vô có 2 giây thôi đó, các bạn tưởng đâu bà câu 3 giây, mình câu vô 2 giây thôi rồi nó truyền vào cái này nha, truyền vào cái mạch, là cái mạch này là cái này gắm điện vào này, ở đây là không còn cái gì hết nha các bạn, chỉ là dây của cái này thôi, còn cái này là của cái quạt, của quạt. Thì các bạn thấy là trong đây chỉ có 2 dây chuyền vô trong cái này của mình thôi, chứ đâu còn cái nào đó đâu, thấy không? Mình sẽ trở lại cái bài này cho các bạn xem nè. Bài này có tên là 50 hạt ha. Đó, trái liền hết chưa? Tắt nè. Thì các bạn có thể dùng nhiều cái mạch âm thanh khác nhau. Các bạn có thể mua trên mạng những mạch âm thanh lớn, cái phát công suất lớn hơn. Thì mình nói cho các bạn nghe cái nữa là dùng một cái mạch âm thanh của trong cái tivi, mà tivi đít lòi ngày xưa các bạn. Trong đó nó có IC công suất âm thanh á, các bạn lấy cái gì đó ra, các bạn câu dây làm cái phát điện như thế này để thắp sáng cũng được nữa. Mình dùng nguồn vô 9V cũng được, 12V cũng được nha. Mình dùng cái adapter 12V có thể phát được 220 nè, chỉ qua cái mạch âm thanh này thôi, rất là đơn giản luôn, đâu cần phải mua cái mạch khác làm gì, bạn thấy không? Đây, ở đây mình sẽ câu cái con dây vô âm thanh nha, tại vì mình tháo ra hết rồi. Chứ các bạn có dây bông sen các bạn gắm vô đường này cũng được nha. Này là đường vô nè. Gắm vô đường này cũng được nha. Còn mình không có dây bông sen thì mình sẽ dùng cọng dây tai nghe. Mình sẽ kết nối, mình sẽ hàn nó vô. Thì hàn nó vô thì các bạn hàn hàn ngay chỗ này nè. Đây là dây mình lòn ở trong lòn ra nè, các bạn thấy không? Thấy nè. Thì các bạn để ý ngay cái đường vô chỗ này nè. Các bạn coi nó cái mạch nó cái dây nó truyền chỗ nào, các bạn chấm dây vô chỗ đó là được nha. Là âm thanh nó sẽ vô được. Trong khi xem á, các bạn nào mà xem rồi ấy, thì không hiểu chỗ nào thì có thể comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Này bắt lại cho các bạn xem nè. Mình sẽ rút tai nghe ra và để bắt nhạc không cho các bạn xem ha. Nè, các bạn nghe cái tiếng nhạc không nè. Các bạn nghe không? Nó è giống như y hệt như là cái tăng phô mà mình ghim điện luôn nha các bạn nè, các bạn nghe lại nè. Thấy không? Nó è y là một cái cục tăng phô mình ghim điện luôn, bởi vậy nó sẽ phát điện ra được nha. Cái này khi mình đụng vào nó è nè. Các bạn nhìn nha. Thấy không? Nó è. Đó. Thấy không? Nó è đó. Thì bình thường thì cái dây này khi mà không có ấy thì mình đụng vào nó è vậy đó. Để chút rồi mình sẽ kết nối vô cái lo mình đụng cho các bạn nghe. Lý do tại sao mình đụng vào mà đèn nó cháy ha. Mình sẽ cắm vô. Bắt lại cho các bạn xem nè. Thấy không? Mình tăng lên lớn. Mình bắt nhỏ lớn lên là nó ấy nè. Nhỏ quá thì nó không ấy nè, bắt lớn lên nè.
bị chá đèn của các bạn không thấy không? Thấy không? Rồi đó. Các bạn nào mà có thắc mắc cái gì đó thì các bạn có thể comment cho mình ha. Để mình sẽ hỗ trợ các bạn cũng như là chỉ các bạn cách mà nối dây, câu dây. Thì ở đây thì các bạn dùng dây 12V nha, 5V cũng được. Nên là dưới 12V á, các bạn tìm ra cọng dây nào mà nó dưới 12V thì các bạn đưa vào cái này nha. Còn ví dụ các bạn mà chọn cái cọng dây mà nó 20 mấy V, 10 mấy V, 30 mấy V thì mấy cái này là để cho cái âm ly nó hoạt động á, thì nó sẽ không phát nổi nha các bạn. Các bạn chỉ chọn là 5V, 9V, cái V yếu thôi. Cái đường dây nào mà V yếu các bạn sẽ đưa vô trong này. Cái cục này nó không có xi nhê gì hết, nó lạnh tanh luôn à. Còn cái này thì nó hơi ấm chút xíu ha. Tại vì cái mạch này nó hơi nhỏ. Mạch này nó hơi nhỏ thôi. Cho nên nó hơi bị ấm chút xíu. Đó, các bạn thấy không? Dây nhợ mình để hơi nó lùm xùm chút xíu chứ thực ra là nó... Thực ra thì nó... Này các bạn để cho các bạn xem nè. Dây là 220 nè, cộng dây này thì mình ghim sạc điện thoại rồi. Em sạc điện thoại nó đang báo tít 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 nè. Đó. Rồi xong điện thoại này nó mới truyền vô trong đây. Trong đây nó mới ra cụm này. Cụm này nó sẽ tạo ra dòng điện 220 ra đường này. Đường này thì chưa bóng đèn nè. Chưa có bóng đèn các bạn thấy nè. Chưa bóng đèn. Đây. Nó sẽ làm trái bóng đèn này, bóng đèn 220 nha các bạn. Rồi các bạn nói mình nói xạo nữa. Này là điện 220 nha. Để coi thông số đây nó có ghi không. Nè nè. Để mình cho các bạn xem. Nè, 220V nha các bạn. 220V nha, 20W. Rồi các bạn nói mình xài bóng đèn 12V là mình cũng tội nha. Để cho các bạn xem. Đó. Để mình bắt lại cho các bạn xem nha. Mình sẽ ghim điện cho các bạn xem là nó là hai bông bóng đèn 220 nha. Này. Thì mình cóp giấy để mình bắt lại cái bài nhạc đó. Đây. 50 hạt test. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. V nha các bạn, thấy chưa? 220V, 20W. Thì mình bắt cái nhỏ xuống lên cho các bạn dễ thêm số, chứ mình bắt lớn lên nè, nó cháy sáng lên liền liền á. Thấy không? Sáng trưng luôn các bạn thấy không? Nè. Rồi chịu các bạn coi dây lại nè. Mình không có ăn gian nha các bạn. Nè. Cọng dây trắng nè, cho vừa coi các bạn xem cọng dây trắng nè. Cọng dây trắng này nó đi vào trong cái này nha. Còn cọng dây này á, cọng dây này này của lo tép nha. Đó, nè. Nó không có cọng dây nào đi qua đây nữa nha. Để mình lùa nó qua một bên cho các bạn xem, để mình phân qua một góc cho các bạn xem. Thấy chưa? Nè. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó.
chỉ dùng cái mạch của cái lo crow vậy nè để mà phát điện cái bóng đèn 220 nó cháy nha các bạn. Bóng này là bóng 20W 220 nha, chứ không phải 12W nha. Các bạn nghe âm thanh của lo chép nè. Đó. Rồi. Các bạn nào xem xong thì nếu theo video thấy video hay thì các bạn cho mình một cái đăng ký, một cái like và một chia sẻ để các mọi mọi người cùng biết nha các bạn. Các bạn trong lúc xem hoặc là sau khi xem xong có cái điểm nào mà thắc mắc về cái mạch cũng như là câu dây như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình ha. Mình sẽ trả lời cho các bạn để các bạn được hiểu hơn và làm theo như mình để có những trải nghiệm thật thú vị ha. Rồi tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ bạn nào đăng ký rồi thì mình sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy cho mình một cái đăng ký nếu thấy video hay và có ích nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha. Để mình chờ để nguyên bộ cho các bạn xem nè. Đó. Nguyên bộ của nó, một cái mạch, một cái tăng phô của âm ly và một bóng đèn LED 220. Rồi tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình ha. Thì một lần nữa thì mình nói xin các bạn là bạn nào đăng ký rồi thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bạn nào mà đang xem mà chưa đăng ký thì cho mình một cái đăng ký để ủng hộ kênh ha, cũng như là để làm động lực cho mình làm những video tiếp theo ha. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ là nếu như không có hiểu chỗ nào thì hoặc thắc mắc cái gì đó thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công ha.